Sunny Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại Sunny Đoàn đang đứng ở trên đường Cao Văn Lầu, khu vực Chợ Lớn. Ở đây là địa bàn hành chánh của quận 6 anh chị. Hôm nay thì Sunny cũng muốn mời các anh chị mình thăm lại một cái địa điểm, đó là đồn Cây Mai ở trên con đường Hồng Bàng và Nguyễn Thị Nhỏ. Nguyễn Thị Nhỏ xưa kia nó là con đường Dương Công Trần anh chị, và con đường Hồng Bàng. Để trước khi mình đi con đường Phạm Đình Hộ để mình ra đồn Cây Mai thì Sunny cũng muốn mô tả một tí để cho anh chị biết là Sunny đang đứng ở đâu. Phía trước mặt màn hình của anh chị đó là ngã tư, Phạm Văn Chí. Mé bên tay trái chúng ta, cái góc này chúng ta có một nhà thờ Tin Lành. Và khi mà vượt qua con đường Cao Văn Lầu này chúng ta có Ủy ban quận 6. Thì như một số anh chia sẻ là đã từng học trường Bình Tây, trường Phạm Đình Hộ, thì hôm nào Sunny sẽ thu xếp công việc, sẽ quay những cái đoạn đường đó bằng cách là đi bộ. Thì hôm nay thì Sunny phải chạy xe, tại vì đồn Cây Mai bây giờ đó là doanh trại quân đội anh chị. Theo một số quy định thì doanh trại quân đội thì người ta không có cho quay phim. Đôi khi mình cầm máy quay mình đi bộ đó thì nó cũng trở ngại cho mình. Nên chính vậy anh chị cũng thông cảm nha. Nhưng mà Sunny sẽ chạy chậm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái khu vực đồn Cây Mai. Rồi có một cái gì đó thì Sunny sẽ chia sẻ cho anh chị. Và đặc biệt cái hẻm 418 con đường Hồng Bàng cho anh Kevin Trần. Anh Kevin Trần, anh Sơn Lương, anh Sơn Lương. Những cái clip này thì theo những cái comment của các anh á, xin lỗi em dùng từ anh cho nó trẻ trung nha. Thì các anh sống ở khu vực này hy vọng rằng có thể là các anh quen với nhau qua cái kênh Sunny Đoàn này. Thôi chúng ta cùng nhau đi mình thăm cái đồn Cây Mai ngày xưa nha anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ đi chậm chậm con đường Cao Văn Lầu nha. Chạy chậm thôi. Và chúng ta chuẩn bị lăn bánh qua con đường Phạm Văn Chí. Mé bên tay trái là Ủy ban quận 6 đó các anh chị. Và chúng ta đã băng qua ngã tư Phạm Văn Chí đến với con đường Phạm Đình Hộ. Sunny sẽ đi dọc con đường Phạm Đình Hộ này tới con đường Hồng Bàng. Sunny sẽ đi vòng cái khu vực đồn Cây Mai. Đi qua con đường Bãi Sậy nè, rồi đến kênh Hàng Bạc nè, rồi cái góc ngã tư ở trước là đường Phan Văn Khỏe, xưa kia là con đường Nguyễn Văn Thành. Đó, khu vực Chợ Lớn thì buôn bán cũng rất là nhộn nhịp. Xa xa ở ngã tư phía trước mặt thì chúng ta có con đường Hậu Giang. Anh Ly ơi, hiện tại là những cái nhà tạm của chợ Bình Tây họ đang dỡ bỏ, thì nó sẽ đưa ra cái mặt tiền căn nhà số 100 trên con đường Tháp 10. Thì khi nào dỡ bỏ thì em sẽ quay cho anh. Theo thông tin là đầu tháng 7 sẽ dỡ bỏ cái nhà tạm đó. Có khỏe nha. Rồi, chúng ta sẽ đi con đường Phạm Đình Hộ này. Đến với khu vực này thì chúng ta có những cái giao lộ như là con đường Lê Quang Sung. Đường Lê Quang Sung ngày xưa cái góc này là Trương Tấn Bửu anh chị. Cái khu này thì Sunny cũng có đi bộ để quay gợi cho anh chị rồi. Ngay chỗ khu vực con đường Trang Tử, bến xe Chợ Lớn. Để nói về cái đồn cây mai đó thì cái khúc Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trần và con đường Hồng Bàng ngày xưa nó là một cái gò đất, nó có cái chùa cây mai, ở trên gò đất nó có rất là nhiều cây mai nên ta đặt là gò cây mai, chùa cây mai. Sau khi Pháp có mặt tại Nam Kỳ Lục Tỉnh thì họ lấy cái gò cây mai đó, họ làm một cái đồn trú ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định này, nên nó thay đổi tên và người ta cứ gọi là đồn cây mai, đồn cây mai. Xuất phát từ đó. Và cái đồn cây mai này rất là hay, nó bao bọc bởi những cái dòng kênh. Nếu mà theo cái bản đồ ngày xưa đó, bé bên tay trái của anh chị, đó là một cái dòng kênh. Dòng kênh nó ăn thông với lại Lò Gốm, và đồn cây mai này nó bao quanh bởi những cái dòng kênh, kênh rạch xung quanh. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Hồng Bàng. Và một điều thú vị theo bản đồ đó đó, con đường Hồng Bàng để về xa cảng miền Tây đó là có tên là Alexander Road, và con đường Nguyễn Trãi khu vực Chợ Lớn là con đường cây mai. Trước mặt chúng ta sẽ lăn bánh vào cái khu vực đồn cây mai. Cũng rất là tiếc anh chị, giờ đồn cây mai trở thành danh trại quân đội thì Sunny không có thể vào trong động quay được, chỉ quay mé bên ngoài này thôi. Rồi. Đây chúng ta đi thẳng vào trong cái đồn cây mai này. Đấy, bên tay trái thì có cái hẻm. Sunny sẽ chạy vòng để anh chị nhìn ngó cái khu vực đồn cây mai này nha, cho nó rõ ràng. Tất nhiên là Sunny phải chạy chậm. Đây là cái khu vực trang trại quân đội, thì phía trước là khu vực trang trại quân đội, anh chị thấy không? Nó có một cái gò đất cao. Thì đây là một cái chanh. Đây phải quẹo ra đó, đây là đồn cây mai nè anh chị. Nó có những cái chồi canh giống ngày xưa thôi. Bức tường đồn cây mai đi vào đây. Đây là cái khu vực này, bây giờ nhà cửa bao bọc cái khu vực này. Một lát Sunny sẽ đi 418 cho anh Kevin. Bức tường thành phía bên phải của đồn cây mai ngày xưa đó anh chị, cái di tích nó cũng xưa cũ rồi. Đây còn đường đi không ta? Ở đây bích lối rồi, chúng ta quẹo lại đó. Sơ sơ cho anh chị biết là cái đồn cây mai nha. Giờ Sunny sẽ đi ra. Bích đường rồi. Dạ. Rồi chúng ta đi ra. Đúng là khu vực này có một cái gò đất cao anh chị ha. cái bên kia là cũng là một cây chành, nên là Sunny cây chành rất lớn, khu vực này chành bao quanh. Bây giờ là Sunny sẽ đi con hẻm 418 để gửi anh chị, đặc biệt gửi anh Kevin Trần. Đây là một cái vùng đất cổ đó anh chị. Anh chị cần cái tài liệu về cái bản đồ ngày xưa đó thì anh chị cứ comment thì Sunny sẽ gửi mail ha, là bằng cách gửi link cho anh chị để xem. 404 410 và chúng ta sẽ vào một con hẻm 418 và đây là anh Kevin Trần. Mời anh chị và các bạn cùng anh Kevin Trần mình đi dọc con đường hẻm 418 nha. Nó có hai cái ngõ tẻ bên phải và bên trái, mình quẹo phải đi. Đối với cái khu vực này thì Sunny lần đầu tiên mới vào đó, nên cái hướng này thì đi ra Đồn Cây Mai lại. Sunny sẽ quay lại nha, nó vuông góc thôi. Rồi chúng ta quẹo lại Đồn Cây Mai hồi nãy mình vào rồi. Xa xa có một cái chùa, thì hôm nào Sunny sẽ tìm kiếm chùa Cây Mai nó còn vết tích gì hay không thì Sunny sẽ gửi anh chị và các bạn. Đây là một cái hình ảnh để anh chị nhìn ngó cái khu vực Đồn Cây Mai ngày xưa. Đối với cái cụm dân cư ở đây là cộng đồng người Hoa rất là nhiều. Nếu mà nhìn bên tay trái tay phải thì có những cái cơ sở hàng tiện gia công. Anh Kevin Trần, em vẫn chạy trên con hẻm 418 nha. Và cái đoạn cuối ngay góc này có một con đường thì có một cái cụm dân cư ở chung cư. Bây giờ mình biết quẹo đâu. Bây giờ mình quẹo trái một lát em sẽ quẹo phải để gửi tới anh chị và các bạn. Rất là hy vọng rằng anh chị các bạn sẽ có mặt. Hồi xưa thì sống ở khu vực này thì sẽ hình dung một cách rất là dễ dàng, hoặc là những anh chị sống ở khu vực Bình Thạnh, Bình Hòa đó, hay là những cái quận khác thì dựa vào những cái clip này để mình biết khu vực Chợ Lớn, một cái hẻm, cái đời sống hàng ngày của mọi người. Và chúng ta trước mặt chúng ta nó có con đường gì ta? Trước mặt chúng ta có con đường Lò Siêu nè anh chị. Con đường Lò Siêu này Sunny cũng hình như đã đi rồi. Thôi mình quẹo lại. Khi mình đi vào những cái cụm dân cư này mình cảm thấy cũng rất là thú vị, mình biết thêm nhiều điều. Dạo này Sunny có một cái tật rất là xấu. Trước khi đi quay cái gì đó bắt đầu ngồi đọc thần chú bằng cách là mình tìm hiểu cái khu vực đó như thế nào rồi mình mới đi quay. Đôi khi cũng sập hầm sập hố, cũng sai lệch, nhưng mà chính vì những cái comment anh chị đó, mình kết nối những cái comment rời rạc, thế là mình có một cái trở thành một cái tư liệu của riêng của mình. Rồi thế là mình sẽ đi quay, rồi anh chị cái gì góp ý thêm, chứ làm sao mà biết hết được. Mãi bên tay trái có một cái chung cư, và chúng ta phía trước mặt chúng ta đó là con đường Nguyễn Thị Nhỏ, con đường Dương Công Trần ngày xưa. Và chạy qua bên kia đó là cái chợ, chợ bán ba cái đồ xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy anh chị. Con đường Nguyễn Thị Nhỏ trước mặt anh chị. Giờ chúng ta để cho nó trọn vẹn cái Gò Cây Mai, Đồn Cây Mai, Chùa Cây Mai, đó là những cái địa điểm ghi nhớ rất là nhiều cho khu vực Sài Gòn Chợ Lớn. Xin lặp lại anh chị, Nguyễn Thị Nhỏ nay, còn xưa là Dương Công Trần. Có những cái thông tin hình như nó rời rạc thì anh chị có gì correct, chỉnh sửa lại cho Sunny đi để cho nó chuẩn nha anh chị ha. Nếu mà chúng ta quẹo trái thì con đường Hồng Bàng và về nhà thờ Ngã Sáu, và mé bên kia là con đường Nguyễn Trãi để về Võ Tánh, chợ Thái Bình đó. Bây giờ mình quẹo phải nha, để mình ôm cua trọn vẹn cái Gò Cây Mai này. Và cũng không ngờ ngày xưa là ở đây nó có những cái kênh rạch chằng chịt, từ lò gốm nó chảy vào đây luôn. Và cái hướng này là cái hướng con đường Hồng Bàng để về xa cảng miền Tây, con đường Lục Tỉnh năm xưa, về Bùng Binh, Cây Gõ, và chúng ta đi ngang cái con đường Đồn Cây Mai. Rồi cái hẻm 418 của anh Kevin. Đây chúng ta bên phải chúng ta có một cái ngôi chùa, không biết chùa này là chùa tên gì. Chậm để Từ Ân Thiền Tự. Để ở đây có những cái đình làng rất là nhiều, chùa đình làng, mé bên tay trái tay phải. Bây giờ Bùng Binh, Cây Gõ rất là tiện lợi anh chị. Con đường Lò Siêu trước mặt. Lặp lại con đường Cây Gõ rất là tiện lợi. Ngày xưa là ở Bùng Binh, những cái buổi mà tan sở làm thì nó kẹt xe dữ lắm. Nhưng bây giờ trở thành làm cái cầu vượt rồi. Bây giờ Sunny sẽ lên cầu vượt để chúng ta cùng nhau lên cầu vượt xem nha. Bùng Binh, Cây Gõ, chợ Cây Gõ, một cái đình Tháp Phú Thứ ngay góc ngã tư Hậu Giang. Hôm nay thì trời thì thời tiết Sài Gòn thì nó rất là oi bức. Cách đây khoảng 2 tuần thì chiều nào cũng mưa, nhưng mà bây giờ thì ráng mưa, những cơn mưa ráng băng qua Sài Gòn một cách rất là lác đác nên nó oi. Gió thì nó không có gió anh chị. Chiều khoảng 5-6 giờ sáng nó còn thật á. Đây là cái cầu vượt. Đối với cầu vượt này nó kết cấu bằng sắt lắp ghép anh chị, rồi nó đổ nhựa ở trên chứ không phải làm cầu vượt bê tông kiên cố. Nó có rất là nhiều ngã tẻ từ con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản đi lên, ngã tẻ từ Hồng Bàng giao nhau để chúng ta về Bùng Binh Cây Gõ, rồi Bùng Binh Phú Lâm, băng qua Bùng Binh Cây Gõ đến Bùng Binh Phú Lâm. Xin lỗi anh chị. Sunny sẽ tới con đường Bùng Binh Phú Lâm, ngay chỗ trường Mạc Đĩnh Chi. Sunny sẽ stop các clip tạm chia tay với anh chị và các bạn. Khi mà đi xe gắn máy mà đi chậm thì mình cũng nên đi nép vào mé bên tay phải để cho nhường cho những cái người ta chạy nhanh. Nếu mà chạy ở giữa mà chạy chậm là bị chửi thúi mặt luôn đó. Có những cái câu ai chửi Sunny cũng cười ta. Đó lạ, mình nhìn nha, mình cười và mình cứ xin lỗi thôi. Dạ dạ em xin lỗi xong. Nhưng mà bây giờ thì Sài Gòn thì có một số người á, cứ mà mình làm cái điều gì đó nó hơi ngược cho họ, giống như mình đi cản trở lưu thông một chút xíu thôi là quay qua rồi liếc rồi trợn. Rồi có những cái từ như chích mợ mày à, rồi tiếng đan mạch bung ra. Đôi khi thì liếc đó, gió nó thổi qua rồi gió độc nó thổi qua, sợ lúc đó là lé nữa không chừng. Rất là vui, mình gặp nhau những cái trường hợp đó thì mình cũng gật đầu cười xin lỗi thôi. Rồi chúng ta sẽ băng qua cái cầu Ông Buông. Cái cầu Ông Buông này nó bắt qua kênh Tân Quá. Kênh Tân Quá này nó nối liền với lại kênh Lò Gốm anh chị. Rồi chúng ta sẽ lên cầu Ông Buông nha. Đi những con đường này thì anh chị thấy Sài Gòn dạo này cũng thay đổi nhiều anh chị ha. Đường xá, xe cộ, những hình ảnh nhà cửa san sát, và có những cái hẻm nó không có hẻm nào giống hẻm nào hết. Mỗi hẻm nó có một cái hình thù cụm dân cư khác nhau. Rồi chúng ta lăn bánh qua cầu Ông Buông, chúng ta tới ngôi trường Mạc Đĩnh Chi và tới Bùng Binh Phú Lâm. Và cái Bùng Binh Phú Lâm thì Sunny cũng muốn nói lời tạm chia tay với anh chị. Hy vọng rằng anh chị có một vài cái hình ảnh nho nhỏ về Đồn Cây Mai, Đồn Cây Mai để anh chị hình dung. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều đã cùng lang thang với Sunny. Em xin cảm ơn anh Kevin Trần, anh Sơn Lương, anh Sơn Lưu và có anh Ly nha. Đây là trường Mạc Đĩnh Chi và chúng ta chạy một đoạn nữa để chúng ta nhìn lại cái Bùng Binh kẹt xe. Đứng dưới bóng mát về để anh chị thấy cái hình ảnh Bùng Binh.